Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải chánh án Nguyễn Hòa Bình nói dối trắng trợn giữa Quốc hội. Một phát hiện mới chưa từng được nêu ra nhưng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đó là thẩm phán chủ tọa phiên sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải lại là người có mặt trong buổi thực nghiệm điều tra. Phát hiện này nhờ bản ảnh chụp tại hiện trường lưu trong hồ sơ vụ án. Thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử vụ Hồ Duy Hải đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường này vào ngày 20 tháng 8 năm 2008. Đây là hình ảnh thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải đã bị phát hiện đã có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2008. Một vị thẩm phán lẽ ra phải xuất hiện khi xét xử vụ án thì hà cớ gì lại đi chứng kiến bị cáo thực nghiệm điều tra theo kế hoạch của điều tra viên. Bởi lẽ điều tra vụ án phải là quá trình độc lập không liên quan đến thẩm phán. Lẽ ra thẩm phán chỉ được tiếp cận hồ sơ sau khi đã có kết luận điều tra và trước đó chưa thể giả thiết là bị can có tội hay không có tội. Sau khi viện kiểm sát ra đồng ý với kết luận điều tra rồi thiết lập xong bản cáo trạng thì hồ sơ mới đến tay tòa án. Kế đó, chánh án mới có phân công cho một thẩm phán bất kỳ và chưa chắc gì đã vào tay vị thẩm phán Lê Quang Hùng. Người tự nhiên lại có mặt trong bức ảnh chụp tại hiện trường thực nghiệm điều tra. Thật là kỳ quái. Xin lưu ý rằng các cơ quan điều tra, kiểm soát và tòa án là ba cơ quan riêng với những chức năng, quyền hạn tách biệt và độc lập với nhau. Về sự bất thường kỳ quái này, nhà báo Nguyễn Đức phân tích như sau. Sáng ngày 13 tháng 6, luật sư Trần Hồng Phong, người bảo vệ quyền lợi cho Hồ Duy Hải, cho biết đầu tuần tới, ngày 15 tháng 6, ông sẽ tiếp tục có đơn cung cấp tình tiết mới và kiến nghị kháng nghị tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Luật sư Phong cho biết về tố tụng trong bản ảnh thực nghiệm tại hiện trường do cơ quan điều tra chụp vào ngày 20 tháng 8 năm 2008, cho thấy một số tình tiết bất ngờ là thẩm phán Lê Quang Hùng, người sau đó là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm, đã có mặt chứng kiến quá trình thực nghiệm điều tra. Theo quy định tại Điều 42 và 46 của Bộ Luật Hình sự năm 2003, nay là Điều 49 và 53 tại Bộ Luật Hình sự 2015, thì người tiến hành tố tụng, tức là thẩm phán, phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi nếu họ đã tham gia với tư cách là người làm chứng trong vụ án đó hoặc có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Theo luật sư Phong, dù thẩm phán Hùng không chính thức tham gia vào quá trình thực nghiệm điều tra với tư cách là người làm chứng, tuy nhiên, việc ông có mặt chứng kiến Hồ Duy Hải thực nghiệm điều tra là một thủ tục tố tụng thuộc giai đoạn điều tra và có ý nghĩa tương đương vai trò của người chứng kiến. Rồi sau đó, chính ông lại là chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm là không vô tư, không khách quan. Mặt khác, sự có mặt của thẩm phán Lê Quang Hùng khi vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, chưa có kết luận điều tra, chưa có cáo trạng nhưng đã có thẩm phán là người của cơ quan xét xử tham gia vào là điều bất thường và không đảm bảo sự độc lập. Đây là hình ảnh thêm một vị thẩm phán chánh án tòa hình sự tỉnh Long An tên là Nguyễn Hòa Bình cũng có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường điều tra vào ngày 20 tháng 8 năm 2008 và cũng chính thẩm phán này lại ngồi ghế xét xử Hồ Duy Hải song hành cùng thẩm phán Lê Quang Hùng đã đề cập ở trên đây. Lạ lùng hơn là không có điều luật nào quy định xét xử sơ thẩm lại có hai thẩm phán cùng tham gia xét xử. Nếu xét xử phúc thẩm thì có ba thẩm phán chứ không bao giờ có con số chẵn thẩm phán tham gia xét xử. Số lẻ là một nguyên tắc bất buộc. Từ những tình tiết mới ở trên, luật sư Trần Hồng Phong đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét và ra quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với vụ án này theo quy định tại Điều 400 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015. Hôm thứ Hai vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng chưa bao giờ thấy niềm tin với nền tư pháp thấp như bây giờ. Và nói một cách thẳng thắn và đau lòng, tôi là một trong những người làm công tác pháp luật hàng chục năm, từng tham mưu cho công tác cải cách tư pháp. Những ngày qua tôi nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại của các đồng chí, kể cả các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã về hưu nói, chưa từng bao giờ thấy niềm tin với nền tư pháp Việt Nam lại thấp như bây giờ. Họ nói đừng đi bảo chữa, đại biểu Nhưỡng nói như vậy. Và ông nói tiếp, tôi đã đọc tất cả những vụ án vừa qua, xem xét từng vấn đề vụ án Hồ Duy Hải, và có rất nhiều những vấn đề liên quan đến công tác tố tụng tôi đã phát hiện ra mà không có thời gian nêu ra ở đây. Phải nói những sai lầm của tố tụng, của tư pháp thì đừng đổ lỗi cho những người như đại biểu Quốc hội làm dối.
đại biểu Quốc hội phẩm chất không bao giờ làm rối đất nước này nếu không có đại biểu Quốc hội phát hiện ra điều đó, không cương quyết những vấn đề đó thì liệu các đồng chí có đàng hoàng để làm hay không? Ông Nhưỡng đặt một câu hỏi như vậy. Trước đó, Phó Chánh án Tòa án cấp cao, ông Phạm Hồng Phong đã có một phát ngôn gây bão tại hội trường về vụ án Hồ Duy Hải khi cho rằng những câu hỏi về khuất tất của vụ án này là bị lực lượng chống phá lợi dụng. Quan Tòa Phong nói cần cảnh giác với các thế lực thù địch phản động đang đòi tam quyền phân lập. Đây là hình ảnh Phó Chánh án Tòa án cấp cao, đại biểu Quốc hội Phạm Hồng Phong phát biểu về vụ Hồ Duy Hải rằng hiện nay có rất nhiều thế lực phản động đang chống phá đảng, nhà nước nên chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác và rằng các thế lực thù địch phản động đang đòi tam quyền phân lập. Tuy nhiên, theo bài viết của Báo Sạch thì ông Phạm Hồng Phong tuy làm thẩm phán nhưng chưa bao giờ học luật. Ông Phong tốt nghiệp khoa quản lý kinh tế, nông nghiệp tại trường Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào năm 1987. Và từ năm 1991 đến năm 1997, ông Phong kinh qua các cơ quan như Sở Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, Công ty Vật tư Tổng hợp Hậu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Long Trị, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Đến tháng 7 năm 1997, ông Phong đột ngột chuyển sang làm ngành tòa án và trở thành Phó Chánh án huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Từ đó, ông Phong đã thăng tiến trong ngành tòa án khi nắm giữ các vị trí quan trọng như Phó Chánh án, rồi là Chánh án Tòa án tỉnh Hậu Giang. Vào năm 2018, Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình bổ nhiệm ông Phong làm Phó Chánh án tòa cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 15 tháng 6, thì vụ án Hồ Duy Hải được nêu ra giữa Quốc hội và được Chánh án Nguyễn Hòa Bình trả lời. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình đã nói dối một cách trắng trợn ngay giữa nghị trường. Và một số người cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình có thể không đọc hết hồ sơ và cũng không có trình độ thẩm phán vì chưa từng được bổ nhiệm làm thẩm phán. Hoặc cũng có thể ông có bản tính cố chấp, cãi chảy cãi cối lấy được cho mình bất kể đó là sự công minh của pháp luật và tính mạng con người. Về sự kiện này, nhà báo Nguyễn Đức đã bình luận trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Chánh án tối cao nói dối hoặc không nắm hồ sơ hoặc vì lý do gì. Và Chánh án tối cao chỉ dựa vào lời khai nhận tội, còn các lời khai rành mạch trong phiên tòa của Hồ Duy Hải rằng dạ thưa bị cáo không giết người thì Chánh án hoàn toàn không biết. Đây là hình ảnh Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình trước Quốc hội Việt Nam vào sáng ngày 15 tháng 6 năm 2020. Ông Nguyễn Hòa Bình nói tại Quốc hội vào sáng ngày 15 tháng 6 về vụ Hồ Duy Hải như sau. Công an mua dao thớt vật tư tương tự cho Hải. Những người có liên quan nhận diện xem có đúng dao có mặt ở hiện trường và là hung khí hay không. Kết quả để một loại dao, Hải nhận diện đúng dao gây án, mặc dù lời khai lúc thế này lúc thế khác, lúc ngắn lúc dài, nhưng khi nhận diện thì Hải nhận diện đúng con dao công an phường vứt đi khi dọn. Còn nhiều nội dung khác không thể nói hết trong thời gian ngắn, đại biểu nào quan tâm chúng tôi sẵn sàng trao đổi thông tin. Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội. Lời khai nhận tội đầu tiên do Hải tự viết ra khá chi tiết, chứ không phải là bản hỏi. Ở những thời điểm quan trọng vụ án đều nhận tội. Khi nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra, Hải nhận tội. Khi nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát, Hải cũng khẳng định đúng. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, gửi đơn cho Chủ tịch nước. Kể cả sau khi sơ thẩm, Hải cũng không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Người kêu oan nhiều nhất là mẹ Hải lại ở ngoài trại giam. Và đó là những lời ông Nguyễn Hòa Bình nói trước Quốc hội mà nhà báo Nguyễn Đức phải thốt lên rằng thật là ngụy biện, loanh quanh. Nhà báo Nguyễn Đức đưa ra lập luận và dẫn chứng như sau. Hãy xem biên bản phiên tòa phúc thẩm để thấy Hồ Duy Hải chưa bao giờ được áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Mọi câu hỏi của tòa đều nhằm buộc tội Hải, không có bất kỳ câu nào gỡ tội hoặc chỉ ít làm rõ sự thật vụ án. Tòa phúc thẩm có hỏi, cơ quan điều tra có một số sơ suất trong quá trình tác nghiệp, nhưng đừng vì một vài sơ suất đó mà bị cáo kêu oan. Bị cáo thừa nhận tội và chỉ xin giảm án thôi phải không? Trước các câu hỏi của tòa phúc thẩm, Hồ Duy Hải đáp, dạ thưa, bị cáo không giết người. Biên bản phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An còn đây và lời khai của Hải tại phiên sơ thẩm như sau. Kiểm sát viên hỏi tiếp, bị cáo có thực hiện hành vi giết người hay không? Hồ Duy Hải nói, không. Kiểm sát viên hỏi, bị cáo có dùng thớt đập đầu Hồng hay không? Hồ Duy Hải nói, không có. Và rất nhiều lần tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan, khai không giết, lúc nhận tội, lúc bảo chỉ khai vậy. Rõ ràng, trong trại giam, Hải phải chịu một áp lực kinh hoàng. Một thanh niên 24 tuổi làm sao chịu nổi. Ngay ông Nguyễn Thanh Trấn, một đàn ông trung niên còn phải tập giết người, nhận tội cho đẹp bản án cơ mà.
Đây là hình ảnh vào ngày 16 tháng 5 năm 2020, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng chưa bao giờ thấy niềm tin với nền tư pháp thấp như bây giờ. Và quý cơ quan tố tụng Bảo Hải dùng thớt đập đầu, dao giết nạn nhân, vậy dao thớt ở đâu? Và tại sao đem đi hủy hai vật chứng quan trọng như vậy? Vi phạm tố tụng này đã làm cho sự thật vụ án bị che lấp. 17 trên 17 vị thẩm phán tối cao lại giơ tay kết luận rằng vi phạm tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ án. Nói thế thì khác gì các vị chẳng khác gì hai cấp tòa kia, nhà báo Nguyễn Đức đã kết luận như vậy. Và báo Pháp Luật của Bộ Tư pháp Việt Nam có bài viết phân tích cụ thể việc này với tựa đề "Thực sự là Hồ Duy Hải đã kêu oan hay chỉ kêu giảm án?" Bài báo nêu lên rằng Hồ Duy Hải đã kêu oan từ trước khi có cáo trạng. Và theo luật sư Nguyễn Văn Đạt, người bảo chữa cho Hải trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, thì ngay trong lần đầu tiên gặp Hải, tức là trước khi có cáo trạng, Hải đã kêu oan và từ đó đến nay Hải liên tục kêu oan nhưng không được xem xét vào hồ sơ vụ án, không hề được ghi nhận điều này. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hải đã kêu oan, luật sư Đạt đã có bài bảo chữa kêu oan, nêu ra 41 điểm bất hợp lý, vi phạm tố tụng trong hồ sơ vụ án và đề nghị tòa tuyên bố không đủ bằng chứng buộc tội Hải. Điều kỳ lạ là phiên tòa sơ thẩm có đông đảo người dân Long An tham dự đứng tràn ra ngoài sân và ở hai bên đường Nguyễn Huệ, Trương Định, được truyền loa phóng thanh ra ngoài. Nhân chứng cho biết là âm thanh của các người khác phát biểu đều được truyền rất tốt, nhưng đến phần kêu oan của luật sư Đạt thì âm thanh bị hư, không ai nghe được gì cả. Đây là hình ảnh Hồ Duy Hải và lá đơn kêu oan gửi Quốc hội từ năm 2011. 43 lần gửi đơn kêu oan, luật sư Đạt cho biết, trong đơn kháng cáo Hải đã kêu oan với quan điểm bào chữa công khai thẳng thắn, luật sư Đạt gửi đến hội đồng xét xử văn bản bài bào chữa kêu oan cho Hải trước khi phiên phúc thẩm diễn ra. Cẩn thận hơn, gần ngày xét xử, ông còn gửi văn bản cho chủ tọa phiên tòa nêu tóm tắt quan điểm là Hải bị oan. Nhưng rất tiếc là những quan điểm này không được hội đồng xét xử tranh luận và cũng không đưa vào bản án. Một ngày sau phiên xét xử sơ thẩm, luật sư Đạt đã gửi đơn kêu oan xin giám đốc thẩm. Sau đó, ông nhiều lần cùng mẹ Hải ra Hà Nội gửi đơn khắp các cơ quan liên quan, các đại biểu Quốc hội nhưng không ai giải quyết. Từ năm 2012 đến nay, luật sư Đạt không gửi đi đơn trực tiếp đến nữa mà hàng tháng gửi đơn qua đường bưu điện để kêu oan xin giám đốc thẩm. Và mỗi lần ông đều cập nhật số thứ tự và lá đơn gần đây nhất là lá đơn thứ 43. Mỗi lần đi thăm nuôi và có thể nói chuyện riêng, Hải đều nhắc nhở gia đình là làm đơn gửi chủ tịch nước kêu oan. Gia đình Hải và các luật sư cũng không hề nhận được quyết định bác đơn xin ân xá của chủ tịch nước. Thật sự Hải làm đơn xin ân xá hay không, câu hỏi cũng được đặt ra. Nếu có thì làm trong hoàn cảnh nào? Trong tiến trình tố tụng vụ án của Hải lại xảy ra những hiện tượng kỳ lạ rất khó giải thích. Và đến giờ này, Hải có làm đơn xin ân xá hay không? Luật sư Trần Hồng Phong khẳng định, với tư cách là luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình Hải trong việc xin giám đốc thẩm kêu oan cho Hải, tôi khẳng định Hải có kêu oan, dù tôi cũng xác nhận có rất nhiều bản khai trong trại giam khi Hải khai mình là hung thủ giết người. Vấn đề này, về mặt tố tụng hình sự, tôi đã trình bày rõ trong đơn đề nghị giám đốc thẩm của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn trình bày lại vấn đề việc Hải kêu oan thể hiện ở những tài liệu, bằng chứng sau đây. Trong bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An có ghi việc Hải kêu oan, Hải khai rằng mình chỉ khai giết người theo lời của một công an xã, chứ không thực sự giết người. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đã không chấp nhận lời khai lại này. Luật sư Đạt, bà Nguyễn Thị Rượi, dì của Hải, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hải cũng đều khẳng định là Hải không làm đơn xin ân xá, giảm án mà chỉ làm đơn kêu oan. Vậy mà ông chánh án Nguyễn Hòa Bình lại nói rằng Hồ Duy Hải không kêu oan mà chỉ làm đơn xin giảm án. Thật ngạc nhiên là ông dám nói láo ngay giữa Quốc hội, một cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 với bản tin vụ Hồ Duy Hải chánh án Nguyễn Hòa Bình nói dối trắng trợn giữa Quốc hội. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.